Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Miễu của tôi em nha. Thì em cũng tình cờ phát hiện ra một tiệm xe máy ở chuyên cầm đồ ha quý anh chị. Ở cầm những dòng xe máy nè và hôm nay sẽ thanh lý lại cho quý anh chị mình ha. Giá rất là mềm luôn quý anh chị ơi. Đó, đợt này những dòng xe đi làm nè, vài xe đi chơi nè đều có trong cửa hàng luôn nha. Đó thì mình sẽ vào cửa hàng gặp anh chủ cửa hàng nha. Đó, quay chi tiết báo giá anh chị mình những dòng xe đi làm coi giá cả thế nào nha quý anh chị. Rồi, em chào anh. Dạ, chào dạ, anh. Có thể cho em biết là tên mà cũng như là địa chỉ của cửa hàng mình ở khu vực nào hả anh? Dạ, anh tên là Nguyễn Hoàng Anh. Tiệm của anh là tên là Xe Máy Linh. Địa chỉ là ở 72 đường DT743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Gia An, tỉnh Bình Dương. Ok nha quý anh chị. Quý anh chị nào không rõ thì quý anh chị hãy có mua xe thì quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, để được anh tư vấn mua xe kỹ hơn nha quý anh chị. Thì cho em tham khảo là từ ngoài này đi anh, những dòng xe như là quay nè. Đó, quay và Jupiter nè quý anh chị. Đó, dòng xe này rất là bền luôn. Đó. Cửa hàng mình hình như là mình có cầm đồ và như thanh lý lại đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đó, xe rất là ngon. Tất cả cái xe đây là đều là xe thanh lý hết. Ok nha, quý anh chị giờ cũng đã thấy ha. Xe rất là mới luôn, rất là ken luôn ha. Giá chiếc này là bao nhiêu anh? Hình như là cái xe này mình đang... Xe này giờ nó đang... đồng hồ nó bị hư này. Vì xe này cũng là xe thanh lý nên không có... nên tiệm không có sửa lại. Cái này giờ thanh lý lại cho anh em. Anh em là cần, anh em là về dọn á. Thì để cho anh em tầm 5.3 triệu. 5.300.000. Đó, thì cho em hỏi là cửa hàng mình như dịp mùa dịch này thì cửa hàng... quý anh chị mình không có thể lên cửa hàng mua xe được thì cửa hàng mình có ship xe về... Có ship về cho anh em nha. Có ship xe anh em luôn. Cần xe gì đặt cọc rồi tiệm ship về đó. Cho anh em. Ok, 5.300.000 ha. Quý anh chị mình có thiện chí muốn mua thì cửa hàng còn bóp thương lượng giá bóp cho anh chị mình về dọn xe này lấy đi, rất là đẹp luôn nha. Rồi qua đây thì quay nè. Dạ. Quay gỡ tiếp. Bánh cam thắng đĩa nha anh chị. Cái này có giá nhiêu anh? Con này là có giá giờ là 9.500.000. 9.500.000. Nóc đen nha anh chị. Máy nguyên zin luôn. Ok nha. Xe biển thành phố. Rồi. Đó thì nhờ ảnh đọc biển số cho anh chị mình luôn ha. Xe này là 59V1 15807. Đấy, lớp xe nè. Dòng xe đây mua về mình đi thôi quý anh chị, đổ xăng vô đi thôi ha, không có cần làm bất cứ cái gì hết nha quý anh chị ha. Rồi chiếc quay này là sao anh? Quay này là có giá là bán là 10.500.000. Quay RS, xe biển thành phố luôn. Đó, quay GS. Xe này hiện tại thì rất là hiếm nha quý anh chị. Nó mẫu GS này rất là hiếm luôn nha. Máy thì chạy rất là bền luôn, cực kỳ bền luôn dòng xe này. Rồi, Sigurd nè quý anh chị. Sigurd này là có giá nhiêu hả anh? Xe này là giá là 14 triệu. Con này đời mấy anh? Xe 2019. Đời 2019 luôn. Quý anh chị giờ thấy bô và cũng thấy nè. Đời cao là bô nó mới nha quý anh chị. Xe này biển 73. Đấy, xe còn khá là ổn định nha. Ken luôn. Rồi. Đây rồi cũng là Sigurd luôn. Chiếc này chắc đời thấp rồi nè. Xe này 2017. 2017. Xe này shop bán với cái giá là 11.500.000. 11.500.000. Giá cả còn thương lượng ha. Nếu anh chị mình có thiện chí đến cửa hàng mua thì giá cả còn thương lượng nha anh chị. Nó thương lượng theo những cái xe. Đó, anh chị mình cứ xem xe kỹ. Có bớt bao nhiêu thì cửa hàng sẽ bớt cho anh chị mình luôn. Đây cũng còn quay ớt nè. Quay ớt này là sao anh? Quay ớt này bán 9 triệu. 9 triệu. Rồi anh ra sao anh đọc cái biển số giúp em ha. Đó, nhờ anh đọc biển số giúp biển thành phố nha. Biển thành phố luôn. 54YZ 54Y5 8572. Rồi qua đây là quay. Quay này là quay âm pha. Quay Thái. Quay Thái luôn. Lốc đen nè. Zin nguyên con. Chiếc này cực kỳ bền luôn nè quý anh chị. Xe cọp luôn đấy.
đề đầu luôn nè, đề đầu có quay âm pha nè. Giá là nhiêu anh? Giá này là 65 triệu. Ủa? 65 triệu quay Thái. 65 triệu. Ai chơi thì biết thôi. Đó, thì quý anh chị mình có chơi dòng xe này thì biết ha, quay Thái nha. Anh có thể nổ máy được không anh? Con xe này là chưa đổ xăng rồi. Chưa đổ xăng. Rồi ok nha, máy móc thì quý anh chị mình cứ có nhu cầu đến đây mình xem ha. Và nổ máy luôn nha quý anh chị. Quay Thái ha. Ok rồi. Qua đây. Tay ga nè. Chiếc này là có giá nhiêu anh? Chiếc này xe lít này là có giá là 13 triệu. 13 triệu. FI ấy. Đây, AB luôn. AB này, AB đầu bò nè, đời mấy đó. Anh? Này nó phải đầu bò em. Không phải đầu bò. Không phải đầu bò. Rồi giá nhiêu anh? Con này là giờ có giá là 23 triệu. 23 triệu. Con này tầm 25, 26 gì á, chứ không phải đầu bò. Đầu bò là chỉ tầm 12, 13 thôi. Đầu bò là sản xuất ra năm, có được năm cái là nó bỏ luôn. Cái mẫu đó là không. Rồi, quay S. Quay A. À, quay A. Quay A biển 60i4 1852. Con này là có giá nhiêu anh? Này có giá 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu 500. Đó, quay A nha quý chị. Mẫu chị rất là bòn luôn. Còn ở đây là hãng S của em nè. 50cc. Đó, này mua về cho học sinh chạy. Có 50 thôi nha anh chị ha, không cần bằng lái luôn. Giá là sao anh? Này là bán cho học sinh là bán 7 triệu rưỡi. 7 triệu 500. Đấy, rồi, vô trong đây, à, có rim nữa kìa anh chị. Đó, rim ở đây đó. Thì em thấy là chiếc Sonic nè. Một chiếc Sonic. Khá can luôn. Sonic này là đời mấy anh? Con này 29. Sonic nha, giá thì nhiêu anh? Con này em bán còn 38 triệu 500. 38 triệu 500. Quý anh chị mình nên biết là cửa hàng chuyên cầm đồ và những dòng xe đây là thanh lý lại nha quý anh chị. Đó, xe như thế nào thì để như vậy, không có sửa chữa bất cứ cái gì nha quý anh chị ha. Rồi đây là Sigurd nè. Ủa không phải, quay Blood. Quay Blood. Tựa như là Sigurd đâu quý anh chị ơi. Nhìn cái đầu xe nè, y chang Sigurd luôn ha. Honda quay Blood nha. Giá là nhiêu anh? Con này là 13 triệu 500. 13 triệu 500. Đó, thì quý anh chị có nhu cầu dòng xe nào thì mình hãy chụp màn hình lại ha, và kết bạn qua số điện thoại Zalo trên màn hình nha quý anh chị. Đó, những dòng xe nào thì anh sẽ quay chi tiết và báo giá quý anh chị mình rõ ràng hơn nha quý anh chị ha. Đấy. Còn đây thì quay A nữa nè, thì có cái gỗ luôn. Gỗ Thái. Gỗ này con này là biển thành phố. Chợ đâu nè ha. Con này biển thành phố nha, 59X2 56632. Giá là nhiêu anh? Con này là 12 triệu. Rồi, quay A tiếp luôn. Quay A. Con này có giá nhiêu anh? Con này là 12 triệu 500. 12 triệu 500 ha. Quay A nha quý anh chị. Honda. Ok nha. Rồi, qua đây Rim nè. Super Rim. Super Rim nè. Con này rất đẹp luôn. Super Rim 125. Chung mẫu xe này thì rất là bòn bòn luôn nha quý anh chị. Máy móc cực kỳ êm nha. Máy êm. Máy đầm ấm luôn. Nó guarantee kìa quý anh chị, nhỏ xíu luôn. Con này là biển 93. 93 Bình Phước. 93F1. Xe còn gắt. Con này có giá là 14 triệu. 14 triệu à. Super Rim nha quý anh chị. 14 Rim. Triệu. Rồi, bên đây luôn đi anh. Đây là Rim Thái. Rim Thái.
Kim Thái nha. Đó, đầu dạ. Đầu anh chị ơi. Vâng. Con này là giá nhiêu anh? Con này đó là 46 triệu. 46 triệu. Super Kim Thái bự biết còn nguyên luôn. Kim Thái nha anh chị ha. Xe biển 61 Dĩ An. Nguyên zin hết luôn á. Rồi. Anh chị mình có chơi những dòng xe này thì mình biết ha. Xe rất là ngon nha. Rồi, ở đây thì vàng Accenter là còn 2 chiếc nè. Ở đây Honda Future nè. Future này đời mấy anh? Future này là 2019. Đời 2019. Biển này ở đâu anh? Biển này là 83 Sóc Trăng. Rồi, giá luôn anh ơi. Con này đang bán với là 26 triệu. Nhìn chờ. Áo còn rất là khen luôn. Áo khá bóng. Áo hình như là có chùm keo cái gì nè. Dạ đúng rồi, xe này dán keo chống trời. Dán keo luôn. Máy móc êm. Máy thì thầm luôn. À. Nó sơn riêng luôn nha quý anh chị. Áo bóng luôn. Rồi ok. Qua đây thì Center còn 2 chiếc. À, chiếc đầu tiên là màu đỏ đen này là biển ở đâu anh? Con này là biển 61D1. Con này biển số rất đẹp nha, 68898. Đời mấy xe này đăng ký là 26. 26. Rồi giá luôn anh ơi. Con này là bán với 27.500 tại vì xe nó đi nó còn mới, order nó đi còn ít. 27.500. Rồi, em màu trắng này luôn anh ơi. Con này biển 61C1 81705. Xe 28. Rồi, giá luôn anh ơi. Con này là 28 triệu. 28 triệu, xe còn cứng hơn bên đây nha quý anh chị. Vâng. Quý chị có nhu cầu mua thì đến đây mình xem nha. Đặc biệt thì có hàng cầm đồ và thanh lý nha quý anh chị ha. Máy rất là can luôn nha. Rồi, đây thì vi sành nè, còn 2 chiếc luôn nè. Con này biển thành phố 59B1 33028. Vi sành đời 2020 ha. Không, con này là chìa khóa thường mà, con này là 20 con này 26 27 gì á. À, 26. 20 25. Còn giá là nhiêu anh? Con này là 18 triệu. 18 triệu à. Rồi. Bên đây màu đỏ đô nè. Con này thì đời cao này, con này khóa sẽ mất cây này. Biển 81. 81B2. Rồi, giá là xe nhiêu mới anh? Chạy 3.000 cây. Con này là 25 triệu. 25 triệu. Vàng áo không? Khá bóng luôn nha chị ha. Sơn zin còn rất là bóng luôn nè. Nói chung là không khá như một chiếc xe mới luôn quý chị. Rồi, Vario nè. Mẫu này là 100 150. À. 150 nha quý chị. Biển 93. Rồi, giá luôn anh ơi. Con này là 44 triệu. 44 triệu. Phải 150 nha quý chị, màu trắng. Rồi trong đây thì cũng còn mấy em tay ga nè, chẳng hạn như là Nô nè. Chiếc Nô này là sao anh? Đây là Nô Nô 5. Con này bán shop bán với giá là 12.500. Đấy, 12.500. Biển số ở đâu anh? 67 An Giang. K114073. Rồi, qua đây luôn anh ơi. Sẵn đây thì chiếc lít. Rồi, chiếc này là giá nhiêu anh? Con này bán với là 23 triệu 500. 23 triệu 500. Lít ha. Rồi, đây thì em sẽ lướt từ từ vô trong luôn ha. Quy sành này là sao anh? Quy sành này là biển 69H1 22548. Con này bán với giá là 23 triệu 500. Đấy, bên đây còn em đâu đang nhắm nè. Rồi, em này là đời mấy giá luôn anh ha? Con này là 27 triệu. 27 triệu. Con này biển số 61D1 95881. Đấy, nước sơn còn khá đẹp luôn. Rồi, qua đây là em 50cc nè. Đó, xe này học sinh đi xe này biển Tân Phú luôn này.
59XB này. Dạ. 01702 này. Của FYM. Đấy. Ủa con này bán bao nhiêu ta? 8 triệu rưỡi nhá. 8.500.000 đó, 50cc quý chị ơi. Mình đi khỏi cần bằng lái luôn nè. Mua về cho con em mình đi học ha. Đó. Qua đây thì Vision tiếp theo luôn, AB nữa nè. Vision là có giá nhiêu anh? Con này 24 triệu. 24. 65G1247 38. Biển 65 luôn, Cần Thơ ha. Cần Thơ. Đó, nước sơn còn rất là bóng. Đây thì AB nữa nè. AB này là đời mấy anh ha? Con này là 2017. Rồi giá luôn anh ơi. Con này 28 triệu. Đấy, 28 triệu. Đó, còn bên đây thì AB này làm sao ha anh? À, này AB ở đâu? Con này biển thành phố này 54S5 này 1944. Rồi giá chứ là bao nhiêu anh? Này là 16 năm. 16 triệu 500 nghe anh chị ha. AB ha. Rồi ngoài này còn em AB này nữa anh ơi. AB này khá mới đâu nè. Cái màu rất là 26 triệu nha, biển 66 Đồng Tháp nha. 26 triệu. Biển là 66 nha anh chị. Xe còn rất đẹp luôn. Đó có nó nói rồi. AB này. Đó vô trong nha. Vô đây thì còn Exciter 150 nè. Hai con này là khách đặt rồi nha. Khách đặt ha anh. Có con này là mới về. À con này mới về thôi. Ồ, con này có lên như là cái phục Olin. Con này đời mấy anh? Ồ, này 29 đen led. Rồi giá em nói con này là được là bán với giá là 32 triệu. 32. Nguyên bộ ốc titan luôn anh chị ơi. Đi full ốc luôn. Đấy. Đó thì tất cả những dòng xe thì cửa hàng quay của xe này. Quay Linh xe. Cửa hàng cầm đồ Linh thì cầm đồ số lượng cũng khá là vừa cho quý anh chị mình đáp ứng đủ cho quý anh chị mình đủ dòng luôn. Xe chủ đó. Shop bán luôn. Con này bán luôn anh? Bán luôn, xe shop đang đi. Cửa hàng đang đi luôn mà bán luôn quý anh chị ơi. Đó biển số nha. Giá thì chỗ này nhiêu anh? Này 44 triệu. 44 triệu. Vario 150 nha quý anh chị. 150. Nè quay kỹ cho quý anh chị mình nè. Có lên mũ mũ Thái nha. Đó mũ Thái nha. Rồi ok nha quý anh chị. Đó, cửa hàng thì có rất là nhiều dòng xe luôn, đủ đáp ứng cho quý anh chị mình đi làm nè, đi chơi nè. Đó thì quý anh chị có nhu cầu ở xa mà đi đến mua xe không được á thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình ha để được tư vấn mua nè, giá cả nè quý anh chị. Và quý anh chị mình có thể là nhờ cửa hàng ship xe về tới nhà quý anh chị luôn. Dạ. Đó. Đúng rồi. Thì cho em xin lại cái địa chỉ cửa hàng mình là ở khu vực nào anh ha? À ở đây là 72 đường 72 đường DT743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Di An, Bình Dương. Rồi. Số điện thoại có ghi ở ngoài. Có số điện thoại trên màn hình luôn ha. Dạ. Đó. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ha. Thì em chỉ làm tới đây thôi. Đó, quý anh chị có nhu cầu những dòng xe nào thì mình cứ nhanh liên hệ số điện thoại trên màn hình nha quý anh chị. Tại vì hiện tại thì đang dịch nên shop có giảm giá xe. À, nói sát giá. Nên lên nó chỉ shop chỉ mà hỗ trợ anh em mấy cái tiền xăng, tiền dầu thôi. Tiền nhớt. Đó. Tiền đi lại ha quý anh chị. Vâng. Ok nha. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Chào anh nha. Rồi thì video em chỉ làm tới đây nha quý anh chị. Ở đây thì em sẽ ra đây em quay cho quý anh chị mình lại cái cửa hàng nha. Đây. Cửa hàng mua bán xe máy nha quý anh chị. Đó, cầm đồ Linh. Đó, ok nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.